Đầu cái bài báo cáo đầu tiên của chương trình đó là kiểm soát huyết áp liệu có nên khởi trị bằng phối hợp đôi, cái quan điểm hiện nay như thế nào? Thì đầu tiên thì chúng ta nhắc sơ lại là tăng huyết áp với có một cái vai trò, một cái ảnh hưởng rất lớn đối với bệnh tim mạch trên toàn cầu. Theo số liệu của năm 2015 thì chúng ta sẽ thấy tăng huyết áp là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong sớm trên toàn cầu. Theo số liệu của ESC năm 2018, 10 triệu bệnh nhân tử vong do tăng huyết áp, có 200 triệu trường hợp bị thương tật, giảm thời gian sống và phối hợp gây ra 4,9 triệu bệnh tim thiếu máu cục bộ, 2 triệu đột quỵ do xuất huyết não và 1,5 triệu đột quỵ do thiếu máu não. Thì đó là số liệu về cái tầm ảnh hưởng của tăng huyết áp trên cái gánh nặng bệnh tật chung và bệnh tật tim mạch toàn cầu. Và theo cái số liệu điều trị dịch tễ về tăng huyết áp của tác giả Châu năm 2013, thì đối với các bệnh nhân tăng huyết áp thì cái tỷ lệ mà phát hiện nhận biết tăng huyết áp thì chỉ có 46,4%, tỷ lệ bệnh nhân tăng huyết áp được điều trị thì chỉ có 40,6%, và trong đó thì chỉ có 13,1% là số bệnh nhân tăng huyết áp được kiểm soát. Đó là số liệu của nước ngoài. Như vậy thì tại Việt Nam thì số liệu như thế nào? Thì chúng ta có một cái điều tra dịch tễ về tăng huyết áp tại Việt Nam gần đây nhất năm khoảng năm 2015 do Viện Tim mạch Quốc gia Việt Nam tổ chức. Thì cái tỷ lệ Việt Nam tăng huyết áp thì gia tăng đáng kể. Điều tra dịch tễ trên cái quần thể là 44 triệu, tức là lấy cái mẫu là 9.832 bệnh nhân trưởng thành đại diện cho quần thể 44 triệu. Thì cái số lượng tăng huyết áp phát hiện là 25,1%, nghĩa là 1/4 dân số Việt Nam người trưởng thành mình là bị tăng huyết áp. Thì trong 1/4 dân số trưởng thành tăng huyết áp đó thì được phát hiện và điều trị là 48,4%. Như vậy so với cái số liệu năm 2013 của Châu thì cái tỷ lệ phát hiện tăng huyết áp mình có cao hơn. Tuy nhiên các đồng nghiệp thấy là từ cái số lượng mà tăng huyết áp được phát hiện đó đến cái số lượng được điều trị là khoảng 61,1% của cái số lượng trên, và số lượng được kiểm soát là 36,3 của số lượng trên. Như vậy thì cái số lượng bệnh nhân kiểm soát được huyết áp mục tiêu là 10,7%. Như vậy chúng ta so với cái số liệu năm 2013 của Châu thì số liệu chúng ta thấp hơn. Năm 2013 người ta kiểm soát được 13%. Như vậy thì cái việc mà phát hiện tăng huyết áp và sau đó kiểm soát điều trị tăng huyết áp của tại Việt Nam chúng ta cần phải tiếp tục tích cực hơn nữa. Cái hiệu quả của tăng huyết áp thì nặng nề như vậy, thì liệu cái việc mà chúng ta điều trị hạ huyết áp thì cái kết quả sẽ đem lại như thế nào? Thì từ những số liệu rất là từ xưa, từ năm 2002, tức là cách đây gần 20 năm, của Lewington và Cộng sự đăng trên Lancet, thì các đồng nghiệp sẽ thấy rằng đây là số liệu nghiên cứu về số bộ. Thì chúng ta thấy rằng cứ mỗi tăng cái huyết áp lên mỗi 20mm thủy ngân cho huyết áp tâm thu và 10mm thủy ngân cho huyết áp tâm trương thì cái tử vong do tim mạch tăng lên gấp đôi. Các đồng nghiệp sẽ nhìn trên các đồng nghiệp nhìn ở trên cái biểu đồ, chúng ta sẽ thấy rằng ví dụ như với chúng ta lấy cái mốc chuẩn huyết áp là 115/75, nếu cái số huyết áp tăng huyết áp tâm thu 20 và tăng huyết áp tâm trong trương 10, tức là 135/85, thì tử vong tim mạch tăng lên gấp đôi. Nếu là huyết áp tâm thu là 155 và tâm trương 95 thì tăng lên gấp 4. Và nếu 175/105 thì tăng lên gấp 8 lần. Như vậy chúng ta thấy rằng cái việc mà tăng huyết áp nó đưa đến một cái hậu quả rất là nặng nề. Và cũng với cái số liệu của Lewington mà khi chúng ta nghe các cái bài báo cáo và các cái bài giảng về tăng huyết áp thì chúng ta thấy rằng cái việc điều trị thì đem lại cái lợi ích rất là lớn. Huyết áp chúng ta chỉ cần giảm huyết áp tâm thu 2mm thủy ngân thì giúp giảm được 7-10% nguy cơ tim mạch, trong đó là 7% là nguy cơ tử vong tim mạch do thiếu máu cục bộ và 10% nguy cơ tử vong do đột quỵ. Đó là những cái số liệu rất là khá là xưa. Như vậy thì cho đến gần đây chúng ta có một cái số liệu nào mới hay không? Thì các bạn biết rằng là mới vừa rồi tại hội nghị ESC năm 2020 chúng ta có một cái báo cáo cũng rất là gọi là Breaking Trend, cũng khá là gây một cái tiếng vang lớn, đó là về tăng huyết áp. Đó là cái nghiên cứu TTC. Thì đây là một cái nghiên cứu của cái nhóm tác giả. TTC là cái nhóm tác giả mà người ta phân tích lại các số liệu mà dựa trên cái big data, tức là những cái số liệu lớn.
thì cái BLTTC này viết tắt của cái blood pressure lowering for prevention of cardiovascular event across different level of blood pressure. Thứ nhì thì như vậy thì cái nghiên cứu này người ta đánh giá cái việc gì các bạn? Người ta đánh giá rằng cái việc mà chúng ta điều trị làm giảm huyết áp, ở đây người ta tập trung vào huyết áp tâm thu, thì cái kết cục như thế nào? Và cái nghiên cứu này đặc biệt là nghiên cứu trên một cái số lượng rất là lớn. Ở đây là chọn những cái nghiên cứu mà số lượng, những cái nghiên cứu RCT, tức là mù đôi ngẫu nhiên, có chứng ít nhất là 1.000 bệnh nhân. Như vậy thì từ 48 nghiên cứu RCT này thì người ta có cái mẫu dân số là 348.854 bệnh nhân. Thì các đồng nghiệp biết rằng là chỉ có gần đây với cái big data từ những cái trí tuệ thông minh nhân tạo hoặc là những cái số liệu lớn trên máy tính thì chúng ta mới có phân tích được những cái số liệu bệnh nhân lớn như thế này. Và thời gian thực hiện từ năm 2014. Như vậy thì cho đến nay được khoảng 5-6 năm. Thì cái nghiên cứu này cũng đánh giá rằng cái việc giống như là Lowenthal trước đây, liệu cái việc chúng ta giảm huyết áp thì có mang lại lợi ích gì? Thì ở đây các đồng nghiệp sẽ thấy cái hình biểu đồ phía bên phải. Ở đây là nhóm bệnh nhân đã có bệnh tim mạch nền cơ bản. Ở đây là nhóm bệnh nhân chưa có bệnh tim mạch nền cơ bản. Và liệu rằng cái việc mà chúng ta hạ 5 mm thủy ngân huyết áp tâm thu thì mang lại lợi ích gì? Thì các đồng nghiệp sẽ thấy rằng là cả trong hai nhóm, nhóm có bệnh tim mạch cơ bản và nhóm có bệnh nhân chưa có bệnh tim mạch, nghĩa là chúng ta điều trị dự phòng tiên phát, cái này là thứ phát, thì cả hai đều đem lại một cái lợi ích rất là ngoạn mục. Tức là chúng ta ở nhóm tim mạch này là giảm được 11%, ở đây là giảm được khoảng 9%. Như vậy thì với cái số liệu của cái rút ra từ cái nghiên cứu này thì người ta kết luận rằng cái hiệu quả của liệu pháp hạ huyết áp tương ứng với mức độ huyết áp giảm huyết áp tâm thu mỗi 5 mm thủy ngân, hay như vậy là mỗi 5 mm thủy ngân thì chúng ta là giúp giảm được 10% nguy cơ biến cố tim mạch chính, 13% nguy cơ đột quỵ, 14% nguy cơ suy tim, 7% nguy cơ bệnh tim thiếu máu cục bộ và 5% nguy cơ tử vong do tim mạch. Như vậy chúng ta thấy rằng với một cái số liệu hiện đại của ngày hôm nay, với một cái big data từ 300 mấy chục ngàn bệnh nhân và theo dõi trong vòng 5 năm thì cái kết luận về việc giảm huyết áp nó vẫn đưa lại cái kết luận trước đây, tức là chúng ta giảm được thì sẽ mang được rất là tốt. Và đặc biệt các bạn sẽ thấy rằng cái kết luận này nó còn mạnh hơn trước đây. Tức là cái việc mà chúng ta cho toa hạ huyết áp thì không dựa vào cái chẩn đoán ban đầu của bệnh nhân là có bệnh tim mạch hay không có bệnh tim mạch. Bởi vì theo cái nghiên cứu này phân tích, bệnh nhân đã có bệnh nền tim mạch thì cũng lợi ích, nhưng mà bệnh nhân chưa có bệnh tim mạch thì cũng lợi ích. Cái thứ hai đặc biệt nữa là bất kể mức huyết áp ban đầu của bệnh nhân là bao nhiêu. Như vậy thì các đồng nghiệp sẽ thấy rằng cái khái niệm về cái con số tăng huyết áp của chúng ta sắp tới có phải xem xét lại hay không. Chúng ta trước đây là 140 trên 90, rồi vừa rồi chúng ta là 130 trên 80. Và bây giờ thì người ta thấy rằng là bất kể cái mức huyết áp ban đầu của bệnh nhân là bao nhiêu, chúng ta hạ xuống 5 mm thủy ngân thì đều đem lại cái lợi ích rất là lớn. Thì tuy nhiên đây là một cái nghiên cứu từ cái số liệu trên số liệu thực tế. Thì do đó cái kết luận là nên cân nhắc. Và như vậy các bạn sẽ thấy rằng bây giờ tương tự cái việc mà hạ huyết áp, người ta thấy rằng có vẻ nó giống như là cái việc mà chúng ta hạ LDL cholesterol trong bệnh tim mạch. Trước đây thì chúng ta hạ xuống những cái mức độ là 100 mg/dL, rồi sau đó 70, rồi sau đó gần lần thì chúng ta xuống 55 mg/dL, và thậm chí khuynh hướng còn thấp hơn nữa. Thì liệu rằng cái việc hạ huyết áp như vậy, chúng ta đưa xuống thấp nữa như thế theo cái số liệu này, thì người ta cảm thấy giác rằng hạ huyết áp nó cũng giống như hạ LDL cholesterol. Trước đây thì khi hạ huyết áp thì chúng ta rất là sợ cái hiện tượng lưu lượng Golgi, tức là khi hạ huyết áp xuống thì sẽ thiếu máu cơ tim. Tuy nhiên với cái số liệu này thì nó lại đi cùng theo một cái khuynh hướng của nghiên cứu Spring năm 2017. Các đồng nghiệp nhớ rằng khi năm khoảng năm 2017 thì cái khuyến cáo tăng huyết áp của Hội Tim mạch Hoa Kỳ, của Trường môn Tim mạch Hoa Kỳ đưa ra sau cái kết quả của nghiên cứu Spring, thì người ta kết luận rằng là cái việc hạ huyết áp càng thấp càng tốt. Và lúc đó người ta đưa ra là cái mốc gọi là tăng huyết áp là 130 trên 80. Và lúc đó thì sau khi cái khuyến cáo này đưa ra thì xảy ra một cái tranh luận rất là lớn. Chúng ta nhớ rằng là ở lúc đó thì cái mức độ mà để kết luận là tăng huyết áp phải là 140 trên 90. Và sau cái khuyến cáo của ACC, AHA năm 2016 hay 17, tôi không nhớ, thì xảy ra một cái tranh luận rất là lớn. Và mãi đến năm 2018 thì ESC mới đưa ra một cái khuyến cáo
trung hòa giữa hai cái trường phái. Y sĩ đưa ra là định nghĩa tăng huyết áp vẫn là trên 140 trên 90. Và khi chúng ta điều trị thì chúng ta nên đưa xuống 140 trên 90. Tuy nhiên, nếu chúng ta đưa thấp nữa xuống 130 trên 80 được thì càng nên đưa vì cái lợi ích càng lớn. Hay như vậy thì khuyến cáo của EC năm 2018 trung hòa giữa cái khuyến cáo của ACC A2 trước đó và cái khuyến cáo cũ. Tuy nhiên, với cái phân tích của cái nghiên cứu BBL TTC vừa rồi thì các bạn thấy rằng là khuynh hướng còn muốn đưa xuống thấp hơn nữa, thì chúng ta sẽ chờ những cái nghiên cứu mới và những cái khuyến cáo mới từ các hội chuyên ngành. Đó là chúng ta phân tích về cái con số tăng huyết áp và những cái số liệu hiện nay cũng như cái kết quả mới có từ ESC năm 2020. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục bàn về cái liệu pháp kiểm soát huyết áp tối ưu để bảo vệ tim mạch. Thì chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta sẽ nhắc lại đây là cái khuyến cáo của ESC năm 2018. Thì với ESC năm 2018 thì các đồng nghiệp sẽ thấy là khuynh hướng thì người ta trong cái điều trị thì thay đổi lối sống vẫn là chiếm cái vị trí ưu tiên nhờ giống như các khuyến cáo trước. Và cái việc sử dụng thuốc thì chúng ta thấy rằng với các cái khuyến cáo trước đây, nếu mà bình thường cao thì chúng ta sẽ chủ yếu là thay đổi lối sống. Tuy nhiên thì với năm 2018 thì ngay từ trong cái bình thường cao, tức là trên 130 trên 100 đến 139, còn tăng huyết áp là trên 140, thì cái bình thường cao đã có thể xem xét sử dụng thuốc trên bệnh nhân có nguy cơ tim mạch. Như vậy chúng ta thấy rằng cái việc mà khuynh hướng can thiệp bằng thuốc ngày nay đã xảy ra rất là sớm từ khuyến cáo của EC năm 2018. Như vậy thì đối với mặc dù là huyết áp bình thường cao và kể cả trong những cái điều trị tăng huyết áp độ 1, độ 2 vân vân, thì khi cái mốc chúng ta đưa xuống là 140 trên 90, nhưng khuyến cáo rằng trong trường hợp chúng ta hạ thấp xuống được nữa thì chúng ta nên đưa xuống 130 trên 80. Thì đó là khuyến cáo của EC năm 2018. Tiếp theo thì chúng ta nói đến một cái khuyến cáo của Hội Tăng Huyết Áp Thế Giới mới phát hành vào tháng 4 năm 2020. Trong khuyến cáo này thì có gì mới các đồng nghiệp? Đầu tiên đó là nó đưa ra hai cái khái niệm mới về điều trị tăng huyết áp. Điều trị tăng huyết áp, cái khái niệm về phân cái cách điều trị tăng huyết áp nó sẽ có hai cái. Một cái là essential, một cái là optimal. Essential nghĩa là điều trị tăng huyết áp thiết yếu. Optimal là điều trị tăng huyết áp tối ưu. Như thế nào là thiết yếu, như thế nào là tối ưu? Thì chúng ta cũng giống như là chúng ta nói thí dụ như thực phẩm thiết yếu và thực phẩm tối ưu. Ví dụ như là trong những năm mà còn khó khăn, khi chúng ta ăn uống thì lúc đó chúng ta chỉ còn gạo, còn gạo gì cũng được, kể cả là gạo rất là chất lượng không cao. Chúng ta còn mỡ, mỡ gì cũng được, miễn sao là chúng ta đủ gạo, đủ mỡ, đủ thịt cá để chúng ta ăn, thì đó là thực phẩm thiết yếu. Còn khi mà cái đời sống mình đã nâng cao nhưng đến cái thời điểm này thì gạo sẽ có loại này loại kia, mỡ thì chúng ta sẽ chọn những cái loại mỡ mà nó tốt cho sức khỏe, những loại mỡ mà không có axit béo, không no vân vân. Thì như vậy các bạn sẽ thấy rằng cái khái niệm thiết yếu và tối ưu này là vậy, tức là thiết yếu tức là những cái mục tiêu và chiến lược điều trị cơ bản phải làm được khi điều trị cho tăng huyết áp, mà đó là những cái nước, những cái vùng mà ví dụ như là châu Phi, những cái vùng chậm phát triển không có điều kiện để điều trị tối ưu. Như vậy thì tối ưu là giống như là khi chúng ta đã ăn, gọi là đầu tiên là ăn cho no, rồi sau ăn no rồi mới tới ăn ngon. Thì như vậy các bạn sẽ thấy là optimal là dành cho những nước có điều kiện phát triển, và Việt Nam mình cũng đang ở trong cái xu hướng này. Thì chúng ta phải đạt được cái mục tiêu tối ưu và chiến lược tối ưu để giúp bệnh nhân tăng huyết áp đạt được hiệu quả tối ưu. Như vậy thì thiết yếu là dành cho những khu vực, những cái nước mà còn khó khăn, không đủ các loại thuốc tốt, không đủ cái việc mà điều trị tối ưu, thì lúc đó thì là thiết yếu. Còn tối ưu là chúng ta điều trị những cái thuốc mà nó có tác dụng bảo vệ tim mạch, nó giảm tỷ lệ tử vong, và chúng ta đưa xuống 130 trên 80 vân vân, thì những cái đó chúng ta đòi hỏi, nó sẽ đòi hỏi sâu hơn. Và như vậy thì cái khuyến cáo điều trị như thế nào? Các bạn sẽ thấy rằng đối với những nước mà gọi là điều trị tăng huyết áp thiết yếu, tức là những nước mà chưa đủ tiềm lực mạnh, thì cố gắng hạ ít nhất là 20 tâm thu và 10 tâm trương so với mức huyết áp ban đầu. Và lý tưởng là nhỏ hơn 140 trên 90. Đây là cho những nước mà mình chưa đủ sức mạnh, tiềm lực để mình điều trị tối ưu. Thì đây là giống như là những nước mà còn khó khăn. Trong khi đó thì đối với các nước mà tối ưu, tức là những nước mà cái nền kinh tế, nền y tế nó đã cao, thì là đồng nhất với cái khuyến cáo của Bộ Y tế năm 2019 của mình.
Thì bệnh nhân dưới 65 tuổi điều trị huyết áp mục tiêu thì chúng ta cố gắng điều trị xuống 130 đến 80. À, rõ ràng các bạn thấy như vậy là ở đây là chúng ta phải điều trị tối ưu, là chúng ta theo các khuyến cáo và chúng ta chọn lựa loại thuốc. Còn những nơi khó khăn mà không đủ thuốc thì chúng ta dùng bất kể loại thuốc nào, và cái mục tiêu thì nó sẽ cho phép một cách tương đối lỏng lẻo hơn. Bởi vì chúng ta đưa ra những cái rất là tối ưu như thế này, nhưng những cái vùng sâu, vùng xa, những cái nước mà thí dụ còn đang rất là kinh tế khó khăn, nền y tế còn khó khăn thì chắc chắn người ta không đạt được. Do đó thì cái điểm đáng chú ý và rất là đặc biệt của khuyến cáo của Hội Tim Mạch Thế Giới năm 2020 người ta đưa ra để phù hợp với hoàn cảnh của từng nước. Tiếp theo là chúng ta bàn về cái việc chúng ta điều trị huyết áp bằng thuốc viên rời là viên phối hợp đôi, thì chúng ta sẽ xem xét một số dữ liệu. Đầu tiên, người ta muốn phối hợp thuốc để tăng sự kết gắn và điều trị. Các bạn nhìn trên cái hình ảnh này, chúng ta thấy một bà cụ và người lớn tuổi sẽ là đa bệnh lý. Và đa bệnh lý như vậy thì cứ mỗi bệnh thì uống là ba bốn loại thuốc. Như vậy chúng ta chỉ nhìn thấy cái mặt bà rất là ngán ngẩm trước một đống thuốc. Tức là một ngày ngày có thể uống từ 8 đến 10, trên 10 viên thuốc. Và với định nghĩa polypharmacy, tức là đa thuốc, chỉ cần trên 5 viên thuốc là đã gọi là uống số lượng thuốc đông, nhiều. Như vậy thì bây giờ chúng ta điều trị cái viên thuốc mà kết hợp ba loại thuốc chẳng hạn, ba loại thuốc huyết áp chúng ta uống thành một viên hay là chúng ta uống thành ba viên rời thì kết cục nó sẽ như thế nào? Thì công nghiệp sẽ thấy đây là các cái số liệu đã phân tích từ rất là lâu. À, ví dụ như là chúng ta điều trị tăng huyết áp và đánh giá cái sự tuân thủ điều trị ở hai nhóm bệnh nhân. Một nhóm bệnh nhân là kết hợp hai thành phần thuốc là amlodipine và benazepril trong cùng một viên, tức là viên kết hợp và thuốc. Và một cái nhóm thứ hai là uống cũng hai viên trên nhưng là viên rời. Thì người ta thấy rằng cái việc mà tuân thủ sử dụng thuốc của cái nhóm mà uống cùng một viên là tỷ lệ 88%, cao hơn hẳn với B sau dấu chấm là ba con số 0 so với cái việc mà chúng ta uống hai viên rời. Và như vậy thì ở đây là phân tích gộp của nhiều cái nghiên cứu khác nhau khoảng năm 2010, của các cái thử nghiệm lâm sàng, cũng các nghiên cứu đoàn hệ của các cái phân nhóm khác nhau. Thì nghiêng về phía bên tay phải là ủng hộ cho cái việc là viên thuốc kết hợp, và nghiêng về phía bên tay trái là dùng viên thuốc rời. Thì các đồng nghiệp sẽ thấy rằng để mà tăng cái việc tuân thủ điều trị thuốc tốt thì tất cả đều nghiêng về phía bên tay phải. Như vậy thì cái việc chúng ta kết hợp thuốc thành một viên từ hai thành phần hoặc ba thành phần nó sẽ giúp bệnh nhân tuân thủ nhiều hơn, và điều này rất dễ hiểu. Uống một viên thì dễ uống hơn là uống một, ba viên. Và ở đây là kết luận là 21% cái việc tuân thủ sẽ tốt hơn khi chúng ta dùng cái viên single pill combination. Ngoài cái việc tuân thủ thì người ta đánh giá về cái hiệu quả về mặt kinh tế. Thì như vậy các đồng nghiệp sẽ thấy với cái nghiên cứu này thì các tác giả đánh giá về tổng chi phí trung bình hàng năm cho mỗi bệnh nhân dùng cái viên kết hợp và viên rời. Cái màu đỏ là viên thuốc kết hợp và cái màu xanh là viên thuốc rời. Thì người ta thấy thấy cái hiệu quả về mặt chi phí thì khi uống viên kết hợp thì cái kết quả về điều trị tuân thủ thì tốt hơn và chi phí điều trị thì lại thấp hơn. Như vậy thì cái viên thuốc kết hợp, ví dụ ở đây mình gọi là combo này, hai trong một, ví dụ như là chúng ta kết hợp là hai thành hai viên hai thuốc trong một thuốc, hoặc có thể là ba trong một, là ba thuốc trong một thuốc, thì các cái dữ liệu lâm sàng đã cho thấy rằng cái việc phối hợp như vậy, thứ nhất sẽ làm tăng cái tuân trị, cái thứ hai là tăng hiệu quả, thứ ba là tăng dung nạp, và thứ tư là giảm chi phí. À, tăng tuân trị thì chúng ta đã bàn rồi, giảm chi phí chúng ta thấy những cái số liệu rồi, chúng ta sẽ bàn tiếp về vấn đề hiệu quả và dung nạp. Thứ nhất là về hiệu quả, thì ở đây các đồng nghiệp sẽ thấy đây là từ rất là nhiều cái nghiên cứu khác nhau và người ta so sánh, đây là các cái nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng mù đôi ngẫu nhiên của các cái tác giả. Và ở đây là màu màu xanh dương, đó là viên phối hợp, và màu màu màu, màu xám đó là viên rời. Như vậy thì ở đây là cái bệnh nhân đạt cái mục tiêu huyết áp đạt được. Thì cho chúng ta thấy rằng khi so sánh giữa của tất các tác giả, ví dụ như Webster, ở đây là Nedogoda, Mancia vân vân, thì các tác giả đều cho thấy rằng khi chúng ta điều trị cái viên thuốc kết hợp thì cái hiệu quả đạt được mục tiêu cao hơn là khi chúng ta dùng viên thuốc rời. À, như vậy chúng ta thấy là tuân trị thì nhiều hơn, chi phí kinh tế thì thấp hơn.
Ở đây cũng tương tự như vậy, kết quả 218, ở đây số liệu đây là năm 2010, thì chúng ta thấy là trên cái bệnh nhân dùng viên thuốc rời và trong viên kết hợp thì cái mục tiêu huyết áp đạt được của bên viên kết hợp vẫn cao hơn. Và từ nhiều cái số liệu đó, thì các đồng nghiệp sẽ thấy đến khuyến cáo của EC năm 2018 khi đưa ra cái phác đồ điều trị, thì các bạn sẽ thấy rằng cái phác đồ điều trị trước đây là chúng ta đầu tiên là chúng ta dùng cái điều trị không dùng thuốc, và sau đó chúng ta dùng thuốc thì chúng ta sẽ dùng một viên một loại, rồi từ từ chúng ta mới tăng lên, rồi chúng ta kết hợp hai loại. Thì các bạn thấy rằng khi mà khởi trị của năm 2018 thì người ta khuyến cáo mình nên dùng cái phối hợp đôi ngay từ đầu với mức độ liều thấp, và ở bước thứ hai thì có thể là phối hợp ba và phối hợp ba. Như vậy thì các đồng nghiệp sẽ thấy là chỉ nên dùng điều trị đơn trị liệu trên bệnh nhân nguy cơ rất là thấp, tăng huyết áp độ 1, hoặc là trên bệnh nhân cao tuổi mà chúng ta sợ cái tình trạng chúng ta dùng cái liều mạnh nó gây đến những cái biến chứng, thí dụ tụt huyết áp tư thế vân vân. Còn phần lớn là chúng ta nên dùng viên kết hợp ngay từ đầu. Từ những cái dữ liệu mà chúng ta đã phân tích, như vậy thì ESC năm 2018 cũng đã khuyến cáo cái việc mà viên thuốc kết hợp đôi đưa lên cho vấn đề điều trị khởi trị cho bệnh nhân. Trừ những trường hợp thì bệnh nhân nguy cơ thấp quá và tăng huyết áp độ 1 cũng rất là thấp, hoặc là trên bệnh nhân mà nguy cơ tụt huyết áp, ví dụ người cao tuổi. Cũng tương tự như vậy, ES với hội tăng huyết áp thế giới ESH năm 2020 với cái khái niệm đưa ra khái niệm mới là essential, là tăng huyết áp, điều trị tăng huyết áp thiết yếu, và optimal là điều trị tăng huyết áp tối ưu. Thì các đồng nghiệp sẽ thấy khi mà điều trị tăng huyết áp thiết yếu thì chúng ta, vì đây là những cái mà quốc gia có điều kiện khó khăn, cái nền kinh tế chưa có mạnh, cái nền y tế cũng không mạnh, thì thuốc là dùng bất kỳ loại thuốc nào miễn sao nó hạ được huyết áp và ở một cái mức độ gọi là vừa phải, từ huyết áp tâm thu nhỏ hơn 20, huyết áp tâm trương nhỏ hơn 10 là đã đạt được mục tiêu trong những cái vùng khu vực thế này. Tức là gọi là dùng bất kỳ loại thuốc nào. Ở đây chúng ta thấy là với cái essential, như vậy các đồng nghiệp sẽ thấy, và khi mà chúng ta ở đây là dùng chủ yếu là kết hợp viên thuốc rời, và những nước này không có viên thuốc kết hợp, và dùng thuốc lợi tiểu, rồi dùng dạng kênh canxi vân vân. Còn ở những quốc gia mà có điều kiện tốt hơn, nền kinh tế tốt hơn, nền y tế tốt hơn, thì các bạn sẽ thấy là cái viên mà viên nó gọi là viên single pill combination, tức là điều trị viên thuốc kết hợp, được hiện diện trong tất cả các cái bước điều trị. Từ cái bước thứ nhất là step 1 thì chúng ta dùng viên kết hợp liều thấp, thay vì dùng một viên thuốc một loại liều bình thường thì chúng ta dùng viên kết hợp liều thấp. Bước 2 dùng viên kết hợp liều bình thường, và bước 3 chúng ta dùng viên kết hợp 3, và bước 4 chúng ta thêm vào cái là tiểu spironolactone chẳng hạn. Như vậy thì các đồng nghiệp sẽ thấy là như vậy thì với khuyến cáo của Hội tăng huyết áp thế giới năm 2020, người ta phân ra cái chiến lược điều trị essential cho những cái vùng mà cái điều kiện còn khó khăn, và optimal cho những cái quốc gia mà điều kiện tốt hơn. Thì với essential thì dùng thuốc nào cũng được và dùng viên rời, và những nước này thì chắc chắn là điều kiện kinh tế khó thì khó có việc kết hợp, và miễn sao hạ được huyết áp ở mức độ tâm thu 20, tâm trương 10 là đã thành công. Còn nếu optimal như cái việc mà chúng ta đang nhắm đến và Bộ Y tế Việt Nam đã ra khuyến cáo thì chúng ta nên dùng viên kết hợp. Và các đồng nghiệp sẽ thấy là kết hợp dạng nào, thì các đồng nghiệp sẽ thấy rằng kết hợp mà cái dạng mà nổi bật nhất người ta bây giờ vẫn khuyến cáo A cộng với C. A là gì các bạn? A ở đây là hoặc là ACE inhibitor là thuốc ức chế men chuyển, hoặc là ARB tức là thuốc dạng thụ thể angiotensin. C ở đây là thuốc calcium channel blocker, là thuốc ức chế kênh canxi. Như vậy thì đây là của Hội tăng huyết áp thế giới. Và khi kết hợp 3 thì người ta khuyến cáo rằng nên thêm một thuốc, đó là thuốc lợi tiểu. Còn đối với EC thì như thế nào? EC các nghiệp đồng nghiệp sẽ cũng tương tự như vậy. EC thì hơi rộng rãi hơn. Tức là cái thành phần thứ nhất là chữ A, là thuốc ức chế men chuyển hoặc là chạng thụ thể angiotensin. Cái thành phần thứ hai là chữ C hoặc chữ D, tức là chạng kênh canxi hoặc lợi tiểu. Khi phối hợp, chúng ta phối hợp một trong hai. Và khi phối hợp ba, thì chúng ta phối hợp ba thành phần với nhau. Như vậy thì các bạn sẽ thấy rằng cái công thức ở đây thì nhắc lại cái việc vừa rồi của ISH năm 2020
là ưu tiên khởi trị bằng viên phối hợp, kể cả bước 1 là bước đầu tiên. Cái viên phối hợp này sử dụng ở liều thấp, và bước 2 thì dùng đủ liều, và bước 3 là dùng 3 thuốc, bước 4 chúng ta dùng thêm spironolactone chẳng hạn. Và cái ưu tiên cái dạng kết hợp đó là cái dạng RAS, tức là thuốc chống men chuyển hoặc là thuốc dạng angiotensin cộng với một thuốc thứ hai, đó là dạng kênh canxi. Như vậy chúng ta sẽ thấy rằng tất cả các khuyến cáo của các cái hiệp hội chuyên ngành hàng đầu của thế giới về tăng huyết áp đều khuyến cáo chúng ta là A cộng với C hoặc D. Đây là cái phối hợp lý tưởng. A ở đây là thuốc ức chế men chuyển, là thuốc dạng thuộc thể angiotensin, và cái thành phần thứ hai là thuốc dạng kênh canxi hoặc là thuốc lợi tiểu. Tiếp theo chúng ta trình bày lý do tại sao mà chúng ta phải ưu tiên chọn phối hợp thuốc A và C, tức là thuốc dạng kênh canxi và một thuốc ở đây là thuốc ức chế thuộc thể angiotensin. Thì người ta thấy rằng cái việc mà phối hợp hai thuốc này với nhau về mặt cơ chế, thì về mặt cơ chế hai thuốc, mỗi loại thuốc có một cái cơ chế khác nhau, do đó cái việc phối hợp hai cơ chế này nó giúp kiểm soát hiệu quả tăng hơn. Ví dụ ở đây chúng ta thấy cái màu xanh này là CCB, tức là thuốc dạng kênh canxi, thì có tác dụng làm giãn động mạch, có tác dụng ở cái bệnh nhân có renin thấp, làm giảm thiếu máu cục bộ cơ tim, tuy nhiên là gây tác dụng là phù ngoại vi. Trong khi đó thì ARB, tức là thuốc dạng thuộc thể angiotensin, thì giãn cả động mạch lẫn tĩnh mạch, tức là nó bổ sung cho cái cơ chế ở trên. Thứ hai, ở trên thì chỉ hiệu quả renin thấp, thì dưới này là hiệu quả renin cao. Như vậy thì vừa cao vừa thấp bệnh nhân đều dùng được. Thứ ba thì chưa chứng minh của cái hiệu quả ở thiếu máu cục bộ cơ tim, thì lại bù lại ở trên là thuốc dạng canxi là điều trị cái thiếu máu cục bộ cơ tim. Và ở trên thì gây ra cái phù ngoại vi, thì dưới này là giảm phù ngoại vi. Chúng ta thấy rằng rõ ràng hai cái cơ chế nó sẽ có bổ sung và bọc lót cho nhau. Nó rất là tốt cho cái việc kết hợp thuốc. Hiệu quả phối hợp thì cũng tương tự như vậy. Ở đây chúng ta sẽ có một cái số ít số liệu về cái việc một thuốc valsartan là thuốc dạng thuộc thể angiotensin phối hợp với amlodipine là một thuốc canxi blocker trên cái hiệu quả bệnh nhân châu Á. Như vậy thì các đồng nghiệp sẽ thấy là màu xanh là amlodipine cộng với valsartan và màu xám là amlodipine đơn thuần, thì rõ ràng rằng là sau tuần thứ 2, sau tuần thứ 4 và sau tuần thứ 8 khi mà chúng ta dùng thuốc kết hợp sau 8 tuần trên 698 bệnh nhân tăng huyết áp từ nhẹ đến trung bình, thì các đồng nghiệp sẽ thấy là giảm được cái huyết áp kết hợp thì giảm so với là dùng đơn trị, tâm thua là 11,4 và tâm trương là 9,7, và rất có ý nghĩa thống kê, tức là B sau dấu chấm là 3 con số 0. Như vậy thì cái việc kết hợp sẽ làm tăng hiệu quả hạ huyết áp. Tiếp theo đó là chúng ta đánh giá cái tác dụng phụ. Nhưng chúng ta nhớ rằng là thuốc dạng kênh canxi, đây là một thuốc hạ huyết áp rất tốt, nhưng khi dùng lâu dài thì nó có cái hiện tượng là giãn mạch và phù ngoại vi, đặc biệt là ở mắt cá chân. Thì các đồng nghiệp sẽ trong thực hành lâm sàng, khi mình dùng thuốc dạng kênh canxi điều trị tăng huyết áp cho bệnh nhân thì bệnh nhân hạ huyết áp rất là tốt. Tuy nhiên sau thời gian, có người thì sớm, có người thì trễ, sau một vài tháng, sau 6 tháng, sau 1 năm, có người thì 2-3 năm sau thì bắt đầu bị phù rất là khó chịu khi mang dép, khi mà bị phù ở chân. Thì như vậy ở đây mình sẽ thấy cái việc phối hợp sẽ làm giảm tác dụng gây phù này của amlodipine trên cái biểu đồ phía bên trái sau 8 tuần và sau 12 tuần. Thì ở đây cái màu xanh là chúng ta dùng valsartan, cái màu đỏ là chúng ta dùng amlodipine, mỗi nhóm bệnh nhân khoảng 84 bệnh nhân. Và khi chúng ta dùng sau 8 tuần thì tác dụng gây phù của valsartan là khoảng 2.4%, của amlodipine là 3.6%. Tuy nhiên khi chúng ta đổi sang cái việc phối hợp là valsartan cộng với amlodipine, và ở đây là bởi vì huyết áp là điều trị khống chế không đủ, ở đây amlodipine chúng ta tăng cái liều lên gấp đôi, thì chúng ta thấy rằng cái tỷ lệ phù của amlodipine liều gấp đôi tăng lên tới 14.3%. Trong khi đó khi chúng ta phối hợp valsartan và amlodipine thì cái hiệu quả gây phù gần như không có. Như vậy thì cái việc phối hợp vừa có tác dụng là tăng hiệu quả điều trị, lại vừa làm giảm tác dụng phụ gây phù. Trên slide này cũng tương tự như vậy, kết quả từ 2 nghiên cứu sau 8 tuần của bệnh nhân tăng huyết áp từ nhẹ đến trung bình, phân tích dữ liệu an toàn. Và ở đây chúng ta chú ý hai cái tác dụng phụ, thứ nhất là gây phù và thứ hai là tác dụng đau đầu của thuốc amlodipine. Thì ở đây các đồng nghiệp sẽ thấy là cái màu xanh là phù và màu xám là đau đầu.
Nếu chúng ta dùng amlodipine đơn thuần, chúng ta thấy tỷ lệ tác dụng phụ rất là cao, từ 7 đến 8%. Chúng ta dùng van sạch tăng liều thấp thì tỷ lệ ít hơn một nửa. Tuy nhiên cái hiệu quả đạt huyết áp thì lại không đạt. Khi chúng ta phối hợp vừa amlodipine vừa van sạch tăng, hiệu quả huyết áp thì đạt, đồng thời cái tác dụng phụ và đau đầu nó sẽ tương đương với liều thấp của amlodipine. À, như vậy thì khi chúng ta phối hợp vừa tăng cái hiệu quả điều trị vừa giảm cái tác dụng phụ gây của mỗi thuốc. Tiếp theo thì chúng ta sẽ phân tích một số điểm về cái việc là cũng là phối hợp. Chúng ta sẽ có cái công thức phối hợp là chữ A cộng với C hoặc D. Thì chữ A ở đó là AAB, tức là angiotensin receptor blocker, tức là thuốc dạng thụ thể angiotensin. Và chữ A thứ hai chúng ta sẽ có angiotensin converting enzyme inhibitor, tức là thuốc ức chế men chuyển. Thì hai chữ A này thì chúng ta phối hợp là thuốc dạng thụ thể angiotensin hoặc là thuốc ức chế men chuyển, liệu có giống nhau hay không? Thì về cơ chế hoạt động thì cả hai đều tác dụng trên hệ thống RAS. Tuy nhiên các đồng nghiệp sẽ thấy rằng ở đây là men chuyển và thuốc ức chế men chuyển sẽ chặn ở đây. Như vậy thì men chuyển nó sẽ có tác dụng, men chuyển nó sẽ có cái tác dụng là trong cái quá trình mà chuyển cái bradykinin thành chất không bất hoạt. Thì khi chúng ta ức chế men chuyển thì cái quá trình mà chuyển bradykinin, đây là một cái thành phần của trong cái quá trình của các cái chất trung gian, thì bradykinin này nếu không được chuyển thành một cái chất bất hoạt thì đây là cái thành phần sẽ gây ra những cái tác dụng phụ, ví dụ như dị ứng, ví dụ như là ho vân vân. Thì trong khi đó ở bên cái nhóm thụ chặn thụ thể angiotensin thì các đồng nghiệp sẽ thấy rằng cái cơ chế tác dụng nó khác. Nó thứ nhất là nó không có ảnh hưởng đến cái việc mà thói giãn của bradykinin. Cái thứ hai là nó chặn thụ thể trực tiếp và angiotensin. Do đó thì về cái cơ chế mà gây cái tác dụng phụ thì thuốc chặn thụ thể angiotensin sẽ ít gây tác dụng phụ hơn là thuốc ức chế men chuyển. Đó là mình nói về mặt cái cơ chế gây tác dụng phụ. Về hiệu quả thì các đồng nghiệp sẽ thấy rằng ở đây là thuốc ức chế men chuyển, ở đây là thuốc chặn thụ thể angiotensin. Thì chúng ta thấy rằng hiệu quả thì là cái mức độ hiệu quả thì gần tương đương với nhau. Nhưng chúng ta khi so sánh về nguy cơ đột quỵ, ở đây là phân tích gộp của từ 6 cái thử nghiệm ACT so sánh giữa thuốc ức chế men chuyển và thuốc dạng thổi angiotensin. Ví dụ như ở đây Eli, Eli 2, Optiman, Valiant, Detail, On Target. Các đồng nghiệp đều biết những cái nghiên cứu này. Thì so sánh với cái tác dụng nguy cơ đột quỵ thì nếu nghiêng về phía bên tay trái thì là thuốc dạng thổi angiotensin tốt hơn, nghiêng về phía tay phải là thuốc ức chế men chuyển. Thì chúng ta thấy là phân tích gộp từ 36.535 bệnh nhân thì cái nguy cơ đột quỵ sẽ giảm hơn, tốt hơn ở cái nhóm thuốc dạng thổi angiotensin, giảm được 8% nguy cơ đột quỵ. Về cái dung tác dụng dung nạp, tức là ít tác dụng phụ, như ngay chúng ta đã phân tích ngay từ đầu về tác dụng giãn mạch, về tác dụng gây ho vân vân, thì các đồng nghiệp nào dùng thuốc ức chế men chuyển chúng ta sẽ thấy rằng có một tỷ lệ bệnh nhân sau khi dùng mặc dù hạ huyết áp rất tốt nhưng sau đó bệnh nhân ho rất khó chịu và chúng ta phải giảm thuốc hoặc là chuyển thuốc. Thì như vậy về cái dung nạp thì nó sẽ liên quan đến tác dụng phụ. Ở đây là cái nghiên cứu sau 16 tuần điều trị ở nghiên cứu PREVENT. Màu xanh là van sạch tăng, là thuốc dạng thụ thể angiotensin, và thuốc màu xám là lisinopril, là thuốc chế men chuyển. Thì chúng ta thấy về cái liên quan đến những cái tác dụng bất lợi thì ở sau 16 tuần điều trị bệnh nhân có ít nhất một biến cố bất lợi thì là tỷ lệ của thuốc lisinopril tăng gấp đôi so với cái dạng thụ thể angiotensin. Và bệnh nhân ho khan chúng ta thấy là tăng gấp 7 lần. Và cái tỷ lệ ho khan này là một trong những cái việc mà gây khó khăn cho vấn đề điều trị. Cũng tương tự như vậy thì về cái tỷ lệ gây đái tháo đường thì chúng ta sẽ thấy rằng là so sánh tất cả các loại thuốc, ở đây là dạng thụ thể angiotensin, cho men chuyển, dạng kênh canxi, giả dược, dạng beta lợi tiểu, thì chúng ta thấy rằng thuốc dạng thụ thể angiotensin thì cái tỷ lệ gây đái tháo đường là thấp nhất so với các thuốc khác. Và vì cái chuyện mà ít gây tác dụng phụ như vậy thì đưa đến cái việc tuân thủ điều trị là thuốc dạng thụ thể angiotensin là cao nhất so với những thuốc hạ huyết áp còn lại, ví dụ ức chế men chuyển, chặn kênh canxi, là tiểu chặn beta. Do đó thì cái việc khi phối hợp chữ A thì khuynh hướng ưu tiên lựa chọn là thuốc
chèn thuốc lá vô tay xin nhiều hơn là vì cái tác dụng phụ ho ít hơn, vì cái tác dụng giảm đột quỵ nhiều hơn và tính tuân thủ cao hơn. Và một điểm cuối cùng chúng ta phân tích là trong cái nhóm chèn thuộc thể angiotensin thì có ưu tiên cho thuốc nào hay không. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy cái thuốc mà chúng ta nói tới nhiều nhất là vansartan. Thì đây là một thuốc chèn thuộc angiotensin với rất nhiều cái thử nghiệm lâm sàng phủ tất cả các cái phổ bệnh tim mạch, từ yếu tố nguy cơ sơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim, giãn buồng tim, suy tim, suy tim giai đoạn cuối, đều tất có tất cả các thử nghiệm lâm sàng. Và cho đến hiện nay thì hơn 50.000 bệnh nhân đã được thử nghiệm cái thuốc vansartan và đã có các kết quả rất tốt trong bệnh tim mạch cũng như là trong bệnh thận giai đoạn cuối. Hiệu quả của vansartan, hiệu quả bảo vệ tim mạch được chứng minh và tăng huyết áp thì giảm qua nghiên cứu của Value sau nhồi máu cơ tim Valiant sau suy tim của Van Hees với các cái kết quả rất là ngoạn mục, giảm 23%, giảm 25% và giảm 44%. Và như vậy thì khi phối hợp vansartan vào amlodipine thì các đồng nghiệp sẽ thấy là và cái việc phối hợp sẽ làm giảm thuốc rất là tốt với cái tỷ lệ giảm huyết áp từ khoảng 17-21% khi mà chúng ta so sánh với các cái thuốc khác. Và khi so sánh trên các nhóm bệnh nhân, màu vàng là nhóm bệnh nhân chung, màu xanh là không đái tháo đường và màu nâu là màu vàng sậm là đái tháo đường, thì chúng ta thấy rằng là cái điều trị ở tuần thứ 8 thì đái tháo đường, cái nhóm đái tháo đường là cái nhóm khó điều trị nhất. Tuy nhiên là sau tuần thứ 16 thì là cái tỷ lệ đạt được là 91,5%. Cái hiệu quả rất là tốt, giúp đạt được 9 trên 10 những bệnh nhân đái tháo đường mà hạ đạt huyết áp. Như vậy thì sau các cái dữ liệu về lâm sàng, về các cái thử nghiệm lâm sàng, sau các khuyến cáo từ Hội Tim Mạch Châu Âu, từ Hội Tim Mạch Hoa Kỳ, trưởng môn Tim Mạch Hoa Kỳ, và gần đây nhất là khuyến cáo của Hội Tăng Áp Thế Giới năm 2020, thì chúng ta đã phân tích về cái mục tiêu điều trị tăng huyết áp và cách thức điều trị tăng huyết áp chúng ta phải phối hợp thuốc ngay từ đầu. Và trong đó dạng phối hợp thuốc tốt nhất thì vẫn là một cái thuốc chữ A, tức là trong ở đây là thuốc chèn thuộc thể angiotensin phối hợp với thuốc chèn beta blocker, thì chúng ta sẽ có ở đây là vansartan phối hợp với amlodipine. Như vậy thì kết luận, tăng huyết áp là khởi đầu một chuỗi bệnh lý tim mạch, làm gia tăng nguy cơ tử vong do các bệnh lý tim mạch. Từ khuyến cáo đến dữ liệu lâm sàng đều ủng hộ cho việc chúng ta phải khởi trị bằng viên phối hợp đôi cho bệnh nhân tăng huyết áp, vì các cái lợi ích đạt được hiệu quả tốt hơn, dung nạp tốt hơn, ít tác dụng phụ, tăng tuân thủ điều trị, chi phí điều trị hợp lý. Trong phối hợp đôi A cộng C thì chúng ta sẽ ưu tiên sử dụng chèn thuộc thể angiotensin vì lợi ích là giảm biến cố tim mạch, tính dung nạp tốt hơn thuốc ức chế men chuyển. Xin cảm ơn sự chú ý của các đồng nghiệp.